điệu nhảy cha 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 lambada Canada, oh la la. Xin chào tất cả các bạn. Woo! Hôm nay mình lại tiếp tục chơi Play Together theo yêu cầu của tất cả các bạn đâu đây. À mà khoan đã, mình có một tin vui dành cho tất cả các bạn nè. Mình đã nghĩ ra được cái tên dành cho team của mình rồi các bạn ơi. Yes, đố các bạn biết tên đó là gì. Các bạn có 3 giây thôi đó. 3, 2, 1. Các bạn trả lời xong chưa? Mình đã nghĩ ra cái tên, một cái tên rất là nam tính luôn. Đó là team hồng. Các bạn thấy không, tất cả mọi người đều tóc hồng hết thì mình phải đặt là team tóc hồng thôi. Lúc đầu mình nên đặt là team tóc hồng đẹp trai, nhưng mà mình thấy là cái tên nó dài quá với lại nghe nó không có hợp tai, cho nên là mình đặt là team tóc hồng thôi các bạn ơi. Rồi thì ngày hôm qua Play Together có một cái bản cập nhật mới và có rất là nhiều điều mới nha các bạn. Thì các bạn nào gọi là hả có xem thông tin thì các bạn sẽ biết. Còn ngày hôm nay mình tập hợp gọi là hả team tóc hồng ở đây là để cùng nhau gọi là tham gia một cái cuộc thi mới ở trong Play Together. Đó là cuộc thi bắt con cua. Wow, Oppy Rake. Wow, đây là trò chơi mới của Play Together nè các bạn ơi. Đó chính là Oppy. À, có hay các bạn còn gọi đó là bắt con cua đấy các bạn. Trời ơi, mình tự tin là mình là một người rất là đẹp trai và bắt con cua rất là giỏi. Nhảy điệu nhảy cha 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 nào. Cha cha cha, oh la la, oh la la. Gọi thôi bây giờ á là mình sẽ vào cuộc thi này. Wow, vượt chướng ngại vật các bạn. Trời ơi các bạn ơi, tụi nó qua hết bên kia rồi. Ê, chờ anh với. Để anh. Rồi bây giờ là mình sẽ cố gắng để vượt qua mấy cái này nha các bạn. Thì nói chung là cái này á là có 200 gọi là phần thi lần các bạn. 200 phần thi lần, cho nên là hả chúng ta sẽ cố gắng. Ủa khoan. Ủa sao mình checkpoint không được? Ơ. À đây rồi. À nó bị lắc các bạn ơi. Nó bị lắc cho nên là checkpoint nó hơi lâu các bạn. Nó phải hiện lên màu xanh mới được nha. Còn nếu mà màu đỏ như thế này á, các bạn rớt các bạn sẽ trở lại cái chỗ mà các bạn checkpoint từ trước đó. Trời ơi, có hai đứa nè. Ơi có Long nè. Long với Thịnh Gà nè. Trời ơi Thịnh Gà. Rồi bây giờ á là đứa nào đua với anh không? Thử thách đua nè. Đấy, mình sẽ qua lẹ luôn các bạn. Ôi mà mình muốn qua lẹ cũng không được nữa. Mình checkpoint không có được. Giờ sao ta? Đây để mình đi thử coi nè, nếu mà nó rớt coi là nó có bị trở lại chỗ hồi nãy không? Tại vì mình checkpoint rồi đúng không? Đấy, cái này nói chung là nó là Oppy bắt con cua bạn, nó khá là dễ chơi thôi. Đâu để mình, rồi bên kia checkpoint rồi, bây giờ mình chỉ cần tiếp tục mình đi thôi. Ôi cái này mình nhắm mắt mình đi còn được nữa, huống chi là hả mở mắt. Trời mở mắt mình đi còn dữ hơn nữa nè các bạn nhìn nè. Đó thấy chưa, rất là đơn giản luôn. Trời mình chưa checkpoint bên kia nữa các bạn thấy không, mạng của mình, trời cái mạng của mình nó chán thiệt luôn các bạn ơi. Cái này đơn giản thôi, nhắm mắt cũng qua đấy. Trời ơi. Rồi thì nói chung là cái mình sẽ cố gắng để xem coi là mình có vượt qua được 200 màn như là ở trong thử thách này hay không. Mình qua nãy giờ rất là đơn giản nè các bạn. Ủa cái này cái gì đây? À từ từ. Cái này thì vì anh quá gà, nghĩ sao mà gà, nhìn anh qua nè. Nhìn anh qua nè em. Đấy, anh không cần checkpoint luôn thấy chưa? Anh không cần checkpoint luôn. Ờ mình không checkpoint thiệt các bạn ơi. Từ đầu đến cuối mình không có checkpoint luôn kìa. Cái này sao đây? Cái này là nhảy qua đây. Nhảy qua đây. Đấy, trời ơi cái này đơn giản. Đấy. Ấy trời. Qua nè, rồi, tới nơi rồi. Ui, thanh niên nè, ui thanh niên. Cái gì đây? À, võ sâu kiêu. À, các bạn biết thanh niên này không? Thanh niên này có một người anh nữa các bạn, tên là Hạ Văn. Văn Võ, hai anh em sinh đôi các bạn. Đấy, trong team mình có anh em sinh đôi luôn nha các bạn. Rồi bây giờ là mình qua nè. Qua tiếp nào, thôi cố gắng qua cho nó lẹ lẹ nha các bạn. Không có nói nhiều, tập trung qua nè. Đấy, ôi giời ơi, qua luôn nè. Ôi giời ơi, rất là đơn giản các bạn thấy chưa? Đơn giản như đang dẫn luôn. Wow, các bạn nhìn kìa, bong bóng quá trời luôn các bạn. Lên mấy đứa ơi, lên. Cái này là leo cầu thang lên thôi. Khá là đơn giản, không có bị rớt. Bong bóng quá trời luôn các bạn ơi. Cái này là cái gì đây? Ui, khoan, cái này sao đây? À, nhảy bám tường các bạn. Nhảy bám tường. Bám vô tường. Rồi nhảy qua. Ui, cái này khó nha các bạn. Wow, để mình xem coi là mình có vượt qua được 200 không nha. Đấy, qua được rồi. Trời, nói khó vậy thôi chứ cũng đơn giản thôi. Qua nào mấy đứa? Qua cho anh. Đấy, tụi mình đang đua với nhau nha các bạn. Ủa cái này sao đây? Cái này đứng ở đây được không? Đứng ở đây được đúng không? Đấy, mình qua một cách dễ dàng. Đấy, đuổi theo anh đi. Ê. Ê. Bực mình ghê á, đừng có không bao giờ mà mình gọi là hả mình gáy mà mình được yên ổn á nha. Mỗi lần mà mình gáy là mình gọi là có vấn đề liền. Đấy. Rồi qua thôi. Qua thôi. Cố lên nào. Anh Len đẹp trai thanh lịch nhất vũ trụ. Bu sang đúng không? Đấy, thanh niên bu sang. Cứ khen mình hoài. Mình thích lắm. Rồi tới luôn nè. Rồi, checkpoint giùm cái đi. Khó khăn. Ui cái này cái gì đây? Ồ.
cái này phải nhảy qua liền nha các bạn. Đấy, phải nhảy qua liền nha. Cái này là ôi mình trúng không ta? Ôi, được một cái rương nè. Mở ra. Ui tiền các bạn ơi. Dương mẹn. Wow! Được ba cái dương mẹn rồi, bây giờ là bên nào đây? Màu đỏ BD, màu tím mộng mơ hay là màu vàng đây? Cái bên nào? Đỏ BD hả? Rồi, được rồi, tụi nó kêu mình đỏ BD. Rồi qua luôn. À, được. À, đỏ BD. Bạn hơi cùi các bạn ơi. Thông cảm. Ôi. Quá. Wow. Trời ơi, cái này cái gì đây? Cái này mà không qua được nữa thì chắc nghỉ luôn nha các bạn. Cái này qua đơn giản luôn á. Rồi, không cần chết bôi luôn. Quê rồi. Qua luôn nè. Ấy, qua luôn nè. Không cần chết bôi gì hết. Qua luôn. Trời ơi, nó đơn giản kìa. Ôi, khoan, cái này cái gì đây? À, đừng có lừa anh. Anh thấy rồi nha. Đừng có lừa anh. Ê. Ủa, chúng cái tay mình kìa mà không bị gì à? Chúng cái tay mà không bị gì luôn bạn. Ôi, cái này ảo thật chứ. Rồi từ, mình qua được. Ê, qua được mà. Anh qua được rồi nè mấy đứa ơi. Mấy đứa đâu hết rồi? Chậm quá. Rồi, cái này thì qua bình thường thôi các bạn. Cứ qua từ từ thôi là qua được hết. Là cái uppy này nó nhiều lắm các bạn. Đó, nó nhiều, nó rộng lắm. Và nó có rất là nhiều cái khó và dễ. Nói chung là cái khó cũng có mà cái dễ cũng có. Các bạn cứ cố gắng vượt qua rồi. Wow, lay together. Qua luôn nè. Ui, gai kìa, chạy qua luôn. Ui, dễ vậy trời. Dễ thiệt luôn các bạn. Chả qua là mình không có checkpoint được thôi các bạn nhìn nè. Mình checkpoint cái nó đỏ lè đỏ lét nè, cho nên là mình không qua được thôi. Có mà qua được nha. Cái này phải nhảy sao cho nó chuẩn nè. Cho nó chuẩn cái nào. Đấy, lên. Đấy, qua, đúng rồi. Nhảy vô đây. Đấy, cái này nó đẩy lên, cái này đẩy lên là qua rồi. Trời ơi, checkpoint cái nào. Đấy, checkpoint nhanh liền. Rồi lên cầu thang. Ui, cái này dễ. Checkpoint cái đứa nào. Đấy, trời ơi. Được rồi đó các bạn ơi. Ôi trời ơi, mạng ổn mà sao kỳ vậy? Mạng ổn nhưng mà người không có ổn. Chơi gà quá. Từ từ, cái này dễ mà. Cái này là chúng ta phải quan sát thật kỹ thôi. Cái này đưa lên đưa xuống à, không có gì khó hết á. Rồi, để mình nhảy qua luôn nè. Đó, checkpoint cái nữa nào, cho người ta hết hồn nào. Rồi, mình checkpoint ổn định rồi các bạn ơi. Bây giờ là chúng ta lên đường rồi. Không có ngại đối thủ nào, mình đi thẳng luôn nè. Các bạn nhìn mình nè. Đấy, checkpoint được rồi, mình chơi đi thẳng luôn. Đấy, checkpoint được không ta? Từ từ. Ô, chắc. Ui, lại lát nữa rồi, sao nãy đang chết bôi con. Thiệt tình luôn á các bạn ơi. Buồn ghê không? Đang chết bôi được, tự nhiên cái là bị lát lên. Rồi, mình qua cho các bạn coi. Qua đó rồi, ui, có quà kìa, có quà. Món quà nha các bạn, ba món quà lắm. Mở ra, để xem con có gì. Tiền, dương miệng, kim cương. Xịn. Rồi, cái này sao đây? Cái này là bình thường thôi đúng không? Trời ơi, cái này thì nói chung là quá dễ luôn các bạn. Rồi, qua luôn nè, chết bôi cái nữa nè. Đấy, qua nè. Đấy, thấy chưa? Thấy mình qua đơn giản không? Đấy, mình đi là bro. Úi giời, ôi. Mình đụng vô không bị gì hết ta? Hay là nó lắc? Ê, đừng có lắc nha, mình đụng. Ôi, đúng rồi, mình đụng vô không sao các bạn ơi. Đấy, được rồi. Đấy, bro. Ghê chưa? Ôi, cái này cái gì đây? Wow. Cái này căng rồi nha. Ui, cái này không thấy đường. Ôi, căng rồi nha. À, rồi, mình hiểu rồi. Ôi giời ơi, căng rồi nha. Cái này không thấy được. Ôi giời ơi, căng rồi nha, qua được luôn. Ui, mấy tên điên gà kìa. Ui, té kìa. Ui, vậy mà đòi thử thách với mình. Sao mà đấu lại mình, bắt con cua mình ghê lắm. Qua luôn nè. Rồi, chắc bôi ổn rồi đó bạn ơi, nó đỡ lắc hơn hồi nãy rồi đó. Hồi nãy nó lắc quá. Ôi, qua. Ui, qua nè. Ấy, thấy chưa, qua này. Ôi, bấm hụt nút nhảy. Bấm hụt nút nhảy. Trời ơi, tình. Rồi, quá. Ấy, chết bôi nè. Cổ vũ cho anh hả? Ui, cảm ơn em nha. Rồi, qua nè. Qua nè. Cố lên anh ơi, anh đang cố lên nè em. Đấy, chết bôi đẹp liền thấy không? Mấy bạn này đang đợi mình thôi chứ thực chất là mình qua dễ dàng đó các bạn. Dễ lắm. Nhưng mà nó lắc quá, các bạn cũng thấy cái tình trạng của mình rồi. Ui giời ơi. Nhảy qua từng ô này đúng không? Nếu mà nhảy đúng là nhảy qua từng ô này nè. Đấy, nhảy qua từng ô vậy nè cho dễ. Nhưng mà nhảy ngoài mép thì thấy hơi ghê. Đấy, hơi ghê một tí. Chắc bòi tiếp nè. Ui, cái gì đây? Bánh kem à. Bánh kem các bạn ơi, bánh kem vòng xoay. Ủa, cái này sao nhảy không tới ta? Lên rồi, lên bánh kem các bạn ơi. Ôi giời ơi, cái này quá dễ. Ai, tôi đứng nhất. Rồi qua. Ôi, hết lắc rồi kìa. Hết lắc rồi, tranh thủ chạy đi mấy em. Tranh thủ chạy đi để lát nó lắc lên anh chắc bòi không được. Ê, lại có quà,
chắp bò lấy quà, chắp bò lấy quà. Nhanh nha. Ui có quà nè. Tiếp tục để xem coi là có quà gì. Ui tính ra cái này vô chơi các bạn có quà nha các bạn. Tiền nè, dương miệng kìa. Ngon lành cành đào luôn. Rồi. Qua tiếp em. Trời ơi cái này nó dễ mà. Ôi, sao đứng rồi? Hết hồn. Tưởng bị gì đứng chứ. Cái này là sao đây? Ô cái này sao quá? Quá. Để mình nhảy qua. Đấy, rồi cái này sao đi qua được ta? Ui mình mặc quá sao mình qua được? Tụi nó nhỏ tụi nó qua được, mình qua không được. Ôi rồi. Mập quá phải hớp cái bụng vô. Ôi qua được rồi. Mập quá qua không được các bạn thông cảm nha. Tại vì mình mập quá qua cái chỗ đó nó hơi khó. Rồi đi tiếp nào mấy em. Ở đây là toàn là mấy thanh niên gọi là thích gáy không à. Ôi, cái này sao đây? Cái này đụng vô có sao không? Không đụng vô cái màu vàng đúng không? Hay là nhảy qua được luôn? Ôi nhảy qua được nè. À không bị làm sao bạn ơi. Cái này dễ à. Chết rồi cái nữa nè. Rồi qua nè, đừng đụng vô màu đỏ nha. Mà đụng vô màu đỏ là ấy thấy chưa? Mình thử luôn cho các bạn thấy là đụng vô màu đỏ nó sẽ gọi là sẽ bị fail ngay. Trời ơi, lần sau chắc mình phải giảm cân quá bạn ơi, tại vì mình mập quá, mình tham gia mấy cuộc thi này. Thứ nhất là mình chạy chậm, thứ hai là mình gọi là không có vượt qua được mấy cái khe nhỏ bạn ơi, mập quá mà. Qua thôi, cái này thì dễ rồi. Cái này thì quá dễ đối với mình rồi. Qua tiếp nào. Tiếp luôn mấy đứa. Tiếp luôn. Ấy. Quá dễ. Tiếp luôn. Biết cách rồi, mình biết cách rồi. Biết cách rồi, từ từ. Không sao. Đấy. Từ từ là qua được thôi. Biết cách rồi. Qua mấy đứa. Tiếp nào. Anh hết lắc rồi. Anh đỡ lắc rồi mấy đứa, yên tâm. Đấy, anh qua dễ dàng thôi. Rồi đi tiếp nào. Cái này cái gì đây? Ôi cái này khoan từ từ. Cái này phải nhìn kỹ mới qua được các bạn. Không nhìn à, không được đụng vô cái màu trắng đúng không? Thấy chưa? Mình nói rồi mà phải nhìn kỹ mới qua được. Rồi, qua. Tiếp luôn mấy đứa ơi, đi thẳng luôn. Đây một cái đường thẳng nè. Rồi qua luôn. Ui lắc nữa rồi, chết bôi không được rồi. Đang ngon lành tự nhiên lắc nữa các bạn thấy không? Không chết bôi được rồi, anh qua rồi mà. Anh qua rồi mấy em ơi, anh qua tới đây luôn rồi, đứng nhìn anh bên đó nữa. Chắc là do mình lắc á mấy bạn, nó cứ tưởng là mình chưa qua mà mình qua tới đây luôn rồi. Không. Rồi, qua được rồi. Cái này là cái gì đây? Cái này, ui thanh niên bảy màu kìa. Ô. Thanh niên bảy màu kìa. What? Mấy đứa, nhìn nó bảy màu kìa mấy đứa. Wow. Ảo thật ấy. Rồi cái này sao lên đây? Trời cái này leo lên hả? Trời ơi, mập như anh sao lên nổi trời. Khó rồi nha, anh mập quá mà mấy đứa. Cố lên gì, anh qua được, khỏi lo cho anh. Mấy em cứ lo mà chạy đi. Đừng có lo cho anh. Anh là anh qua được hết. Đấy, mấy bạn này nói chung là nãy giờ đi theo mình khá là nhiều bạn. Đi qua thôi. Đấy. Có gì đâu mà khó nè. Đấy, anh qua được mấy em, đừng có kêu anh cố lên làm gì á. Anh qua được. Trời. Rồi. Này thì nhảy qua thôi. Mình bắt đầu mình hơi rén rồi đó, mình té nhiều quá mình hơi rén. Ủa cái gì đây? Hồ bơi à? À không, đám mây các bạn ơi, đám mây. Đấy, mình qua được rồi. Rồi cái này sao đây? Ôi cứu anh. Cứu anh mấy đứa ơi, cứu anh. Sao nó bỏ mình? Nó còn cười mình nữa kìa các bạn. Cứu! Em ơi, cứu tôi với. Cứu! Đúng là tình nghĩa anh em, mình đang bay các bạn. Mình đang bay các bạn ơi. Trời ơi. Bó tay luôn á. Thôi cố gắng cho nó qua đến cuối cùng 200 nha. À thanh niên Hàn Quốc này là người đặt tên Hàn Quốc nhưng mà là người Việt các bạn ơi. Người Việt của chúng ta. Rồi, đi nào. Úi giời, đấy thấy chưa, anh qua nhanh chưa? Bạn nào biết làm bảy màu chỉ cho mình nha. Ui, trời. Đây, anh qua được, ui cái ống kìa. Nó đứng lên vậy sao chơi? Các bạn nhìn cái ống kìa, đứng lên luôn kìa. Ui. Ôi, từ, mình chưa không có thấy. Mình zoom xa quá, mình không có thấy. Rồi, từ. Đấy, Busan nè, gáy chị em giờ đứng đây với anh luôn. Rồi, mình hiểu rồi. Nó khi mà nó dồn vô nè. Mình đứng im vậy đúng không? Mình đứng như này nè. Đấy. Hiểu rồi. Không có khó được anh đâu. Rồi, từ. Sao không thấy gì luôn bạn ơi? Ơi, không thấy gì luôn nè. Ôi, đứng nó làm gì không thấy được luôn các bạn ơi. Ơi, từ. Không có thấy được. Không có thấy các bạn. Trời ơi. Cái ống này nó làm sao ấy? Rồi. Wow. Ui trời ơi. Cái ống bó tay luôn các bạn ơi. Cái ống thật sự khó. Mình đến được 110 rồi nha. Mình sẽ cố gắng hoàn thành luôn. Cố gắng hoàn thành luôn nha các bạn. Đấy. Ui, màu hồng nè, cái con đường màu hồng nè. Con đường này sẽ giúp cho mình chiến thắng nè. Dễ nè.
Đây mình chơi góc này đi cho nó dễ đó bạn ơi. Góc kia nhìn nó nhỏ quá, mình không có biết là mình đang đi như thế nào. Để xem coi góc này mình có rồ hơn hay không. Đấy, đấy, qua rồi. U cái này cái gì đây? U cái này cái gì đây? Trời, trời ơi, các bạn thấy không? Trong cái dòng thi như thế này thì các bạn thấy mình là người rất là thiệt thòi không? Mập quá. Khổ. Rồi, qua nào. Mập quá dễ té. Đấy, qua nào. Anh qua được rồi. Anh qua được rồi em ơi. Anh qua được rồi, ấy. Ôi trời ơi, không có ai ở đây mà có thể qua hết được à. Ở đâu người ta qua hết rồi kìa. Có một người gọi là gì kìa, Quang gì kìa, Quang gì qua được. Ủa cái này sao đây? À cái này đi qua được đúng không? Này đi qua được, đừng có đụng vô kia thôi. Rồi, rồi, đi tiếp. Ồ, cái này là nhảy lên trên đúng không? Mình nhìn là biết rồi. Rồi, còn 70 vòng nữa, cố lên mấy đứa ơi. Nói chung là 70 màn thì nói chung nó qua lẹ lắm. Không sao đâu, mình qua được. Ôi, mình 46 phút rồi đó các bạn. 46 phút mình ở đây rồi đó. Ơ, à, cái gì vậy trời? Đấy, vậy cho nó pro nè, mệt quá à. Nãy giờ diễn hoài mệt quá à. Mình đi vô giữa luôn. Mình phải chơi khác người. Đó, mình phải đi vô giữa luôn, người ta mới nãy mình. Chứ mình đi ở ngoài bìa, người ta nói mình chơi vậy chơi chi. Rồi, chết bòi cái. Ơ, à, lắc quá nha. Lắc quá các bạn ơi. Ủa cái này là con gà nè, bây giờ mình để ý nha bạn. Cái này là con thú nè. Ơ, à, giờ mới để ý luôn á. Giờ mới để ý là mấy cái này là có hình con vật ở trên đây nữa. Rồi, đi tiếp. 7 sắc cầu vồng nè các bạn ơi. 7 sắc cầu vồng nè. Đó, các bạn thấy thích chưa? 7 sắc cầu vồng nè. Rồi, té, thấy chưa, anh qua nè. Anh qua nè. Ấy, anh qua nè, từ cái mấy cái mà đi đường thẳng thì mình sợ lắm. Tại vì mình đi nó hay bị lệch lắm bạn. Ấy, rồi qua luôn. Rồi mình có cách rồi. Ui cái này, thế này thì dễ nè. Này thì dễ rồi, nhưng mà còn cái này thì sao? Cái này là đứng ngoài đây đúng không? Rồi. Ê, đừng có đẩy ra ngoài nha. Đừng có đẩy ra ngoài nha. Sao khó quá ta? Ui cái màn này khó bạn. Rồi lên. Chúng ta, cái này là chúng ta phải đứng ngoài mép này đúng không? Mình biết rồi nhưng mà nó khó quá. Rồi lên rồi. Woo, wow, yeah. Trời ơi, nó còn kêu mình té nữa kìa. Mấy đứa này cứ ghẹo mình ghét à. Qua, qua. Ôi trời ơi. Qua nè. Đấy. Qua một cách rất là đơn giản và đang giỡn luôn. Qua. Uppy thì mấy bạn nào mà Roblox thì qua đây chắc cũng chơi dữ lắm á. 150 rồi, 150 mấy rồi. Cứ đi thẳng thôi, cái này thì dễ nè, cái này chỉ cần đi thẳng thôi là qua rồi à. Ôi trời ơi, cái này sao đi trước đi mấy em. Cái này sao đây? Ôi thấy chưa, mình biết ngay mà, không có đơn giản nó cho mình nguyên cái đường rộng đinh mình đi đâu. Không có dễ đâu mấy đứa à. Không có dễ đâu, ấy thấy chưa, anh nói rồi, không có dễ đâu. Tự nhiên nó cho mình cái đường rộng đinh là mình phải nghi ngờ liền thấy không. Mình phải nghi liền. Rồi, đi em, qua thôi. Cái này dễ mà, chúng ta cùng nhau về đích nào. Từ từ nhắc bôi cái đã. Rồi, lên cái vòng, ui mấy cái vòng này. Sao mình sợ mấy cái vòng tròn ghê ghê luôn các bạn ơi, mấy vòng tròn này nó nguy hiểm lắm, nó nhỏ xíu à. Đây. Đấy, rồi, từ từ, lết thôi. Chậm mà chắc, còn hơn là hấp tấp mà gọi là ăn bắp luôn. Đấy, chậm mà chắc nha các bạn. Wow, lên. Rồi, lên tiếp nào. Sắp tới đất rồi, 180 mấy rồi, còn có mười mấy stack nữa thôi. Rồi. Ủa cái này màu gì đây? Mấy em ơi báo cho anh màu gì cái ba em. Ui wifi lại lắc rồi, màu gì đây? Ủa Busan giờ này cẳng còn ở đây à? Vậy mà mình tưởng là màu đỏ BD đi em. Ờ màu xanh từ, để anh em ơi. Để anh màu nào vậy? Màu xanh à? Trời ơi, này nó đâu cần phải đoán gì đâu, chỉ cần đúng cái màu xanh là được rồi. 9 vòng nữa. Cố lên nào, sắp về đích rồi. Mệt quá rồi, 1 tiếng mấy trong đây rồi. Rồi qua thôi. Qua thôi mấy đứa ơi, 1 tiếng mấy rồi chúng ta sắp về đích rồi. Wow, qua rồi đấy, mình đang hạng 3 các bạn ơi. Cuộc đua giành hạng nhất bắt đầu. Còn 9 vòng nữa thôi. Qua. Nhảy. Đấy, thấy chưa? Mình nói đúng không? Chết boy cái đã, anh lát rồi, anh bị lắc rồi, chết boy cái đã. Rồi cái này sao đây? Thôi cứ né mấy cái đường ra đây là cho chắc ăn. Đấy, anh qua rồi.
Rồi cái này, ôi cái này là cái gì đây không biết nữa, sao nó mở ra đóng vô vậy trời. À nó quay, nó đang xoay các bạn ơi. Wow, wow, wow. Wow, đi màu vàng đi, từ từ. Màu vàng, lại. Wow, trời ơi, kỳ vậy ta. Đúng còn một đoạn luôn á. Woo, anh qua rồi em ơi. Rồi, và cảm ơn bạn đã xem, và nếu thấy đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ cùng với đăng ký bao nhiêu cáo nếu các bạn là fan chính muốn ủng hộ mình nha.